Hello cả nhà ơi, thì mới đi Costco không có ghé lại đây mua hamburger cả nhà, In-N-Out á, hamburger của Mỹ á, cũng như cái bánh mì với cái miếng thịt bò đó, thì nó xây nát á, nó cái mì của Mỹ nó kêu bằng In-N-Out hamburger cả nhà, thì ghé đi ăn ăn tạm, thì ăn đỡ đói. Giờ thì bữa nay là thứ năm, bây giờ là cỡ 2:30 rồi ở bên Los Cali cả nhà. Thì bây giờ ghé vô cái Bowen Park này, cái nó kêu bằng In-N-Out hamburger đó, thì ăn tạm, ăn hy vọng cái nhà ăn chung với mình nha, enjoy cái video cả nhà. Ở đây là Bowen Park nha, In-N-Out, enjoy cái video cả nhà. Nhà ơi, cái này là In-N-Out ở Bowen Park này cả nhà, đó mình ngồi ở ngoài nha, mình ngồi ở ngoài cả nhà để mình làm video. Đây nước mình nó đổ rồi nè, đó thì cả nhà ăn chung với mình nha. Đây mình coi cái order của mình xong chưa. Ở đây Mỹ không mẻ, không ở đây, ở đây mẻ nhiều lắm cả nhà ơi. Ở đây order mình ra chưa, sắp mua rồi á cả nhà. Đó cái menu của nó, cái nó họ nè, nó rất là rẻ, nó không có mắc, nó rẻ lắm cả nhà. Đây nè menu nè, ở đây người ta công viên làm việc nè, thấy không? Ở đây là lấy nước uống nè, ở đây là cái In-N-Out Bowen Park này cả nhà. Hello cả nhà ơi, hamburger của mình ra rồi, mình mua nè, mua hai cái hamburger này cả nhà, của Mỹ nè, nó giống vậy nè, để mình cho cả nhà xem ha. Lấy ra nha, mình mua hai cái luôn nè, của Mỹ nè, hamburger cái bánh mì nó vậy nè cả nhà. Đó, thấy không, nó rất là, nó có cà nè, nó có salad nè, nó có hành tây nè, nó có thịt bò nè cả nhà, đó nó rất là giòn á, mời cả nhà nha. Cái thứ hai nè rồi với mình mua cái khoai lang tây luôn, khoai lang tây á cả nhà, khoai lang tây của Mỹ nè, khoai lang tây nè cả nhà, đó khoai lang tây nè, mời cả nhà nha. Đói quá rồi mình bỏ vô đây mình ăn, bỏ một cái chặt đó, mời cả nhà nha. Đói rồi ăn cái này, có 3 đồng mà, 3 đồng mấy một cái bánh mì à cả nhà, một bánh mì này có 3 đồng mấy à, thì ăn cho đỡ, ăn cho đỡ cả nhà, mời cả nhà nha. Bỏ cà tao mắt vô á, mời cả nhà nha. Đỡ đói quá rồi, một cái này đủ rồi cả nhà, ăn vừa bụng thôi. Với cái một đá lạnh có chanh nữa, rất là bánh mì nó rất là giòn, nó nướng nó rất là giòn, với có một miếng thịt bò bằm á, với salad, với hành tây, với cà đó, mời cả nhà nha, nó rất là ngon. Biến đi nhà hàng quá, để ăn đồng Mỹ, lâu ăn đồng Mỹ một lần, lâu ăn đồng Mỹ một lần cả nhà, bánh mì vậy đủ rồi. Ngon, cái sốt đó nó lòng béo béo cả nhà, cái sốt của nó đó nó lòng ở trong này béo béo nha, béo béo, và nó có mặn, nó cũng ngon. Mì ở cả nhà không? Mì nữa không? Có một miếng nè, một miếng thịt bò thôi. Ăn nhỏ nè, ăn nhỏ nhỏ, nó không có lớn nữa nha.
giờ này 2 giờ mấy à, giờ này 2 giờ mấy à, còn 3 giờ, 3 giờ chiều á, ăn cho nó đỡ đói. Mới đi Costco ra cali nhiều, với mấy tụi bang khác á không có đâu cả nhà. Cali có, bây giờ nó vô tới Texas rồi cả nhà. Nó nhỏ rồi, nó không có lớn. Xong rồi, rất là đơn giản, rất là tiện. Không, đời của mình nó rất là dễ, ăn gì cũng được đó nha. Xong rồi về bỏ thùng rác thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Còn cái nhà ơi, chào tạm biệt nha. Thì hẹn bữa sau tiếp theo nha. Cái nhà bấm ủng hộ mình, bấm cái chữ subscribe nha cái nhà. Và share cái video mình cho gia đình của bạn bè cái nhà xem nha. Nha cả nhà, thì ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe và share cái video mình cho gia đình bạn bè của nhà xem nha. À, ở Việt Nam với bên Mỹ ủng hộ mình nha. Đó cái đề là bữa nay ăn gì á, ăn rất là nhanh, một bánh mì nhỏ nhỏ thôi. À, mới đi Costco về thì mình ăn vậy đơn giản, có 3 đồng mấy à. Đó thì nếu mà cái nhà chưa ăn In-N-Out á thì ăn thử, thì nó rất là béo, rất là ok, nó ngon. Thì lâu lâu mình ăn một lần, không phải là ăn hoài cả nhà. Cái nhà ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình bạn bè của nhà xem nha. Ở Việt Nam bên Mỹ ủng hộ mình nha, nhớ coi hết một cái video nha cả nhà, đừng có coi 2-3 phút rồi tắt, mình không có điểm, YouTube nó không cho mình điểm. Thì cái nhà ủng hộ mình đi, coi hết cái video luôn rồi share cái video cũng như cho gia đình bạn bè của nhà xem, cũng như là cái video của mình đó cho gia đình của nhà coi nha. Đừng có giữ cái video nha, rồi cho video của Andy cho bạn bè hoặc là gia đình của nhà xem. Ok, tiếng Việt mình không có giỏi, xin lỗi nha. Cảm ơn cả nhà nha, nhớ bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho với bạn bè với gia đình của nhà xem nha. Ở bên Mỹ, ở Việt Nam ủng hộ mình nha. Cảm ơn, bye bye, chào tạm biệt, hẹn video bữa sau tiếp theo. Này đơn giản thôi, ăn rất là dễ, rất là nhanh. Uống nó đá lạnh, bỏ mấy miếng chanh vô cho nó tiêu mấy cái mỡ á, mấy cái dầu á. Thì thôi cả nhà, hẹn biết bữa sau tiếp theo nha. Chào tạm biệt, bye bye. I love you cả nhà, bye bye. Bye bye, chào tạm biệt. Bye bye cả nhà.